Ok, chào mừng tất cả các bạn nha. Mình là người bạn đây, mình sẽ cập nhật là một cái sàn Final City các bạn. Chương trình Final City nó có một chương trình, hai chương trình đi song song là tặng 100 USDC cho 1.000 tài khoản đăng ký và KYC từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 trở đi các bạn. Đúng 1.000 tài khoản là ngưng các bạn. Nó có một cái chương trình thứ hai nữa là dành cho tài khoản mới, là khi đăng ký các bạn chơi, bạn nạp vào chơi, bạn nạp deposit vào thì bạn sẽ nhận được 100 đô nữa nha các bạn. Thì theo bạn tham gia chương trình Final City thì có lợi ích là các bạn mỗi buổi sáng các bạn vào vô mà nghe chuyên gia chia sẻ về thị trường Forex nè, kinh nghiệm về thị trường Forex nữa các bạn. Thì cũng có những bạn comment theo theo chuyên gia lợi nhuận từ 20 đến 25% tháng, không phải đóng bất cứ thứ gì bạn nhé. Thua được bù vào tài khoản hoặc chơi thêm phiên bản có lợi nhuận cam kết. Các bạn đánh theo lệnh của chuyên gia thua sẽ được đền bù vào tài khoản các bạn nha các bạn. Đây là thông tin của bên chuyên gia nha các bạn. Nếu bạn nào mà nhắc lại các bạn, nếu bạn nào mà KC nhận được một cái event là 100 USDC này thì một cái event hay các bạn deposit thì sẽ không nhận các bạn. Còn bạn nào mà không nhận được cái event 1 thì sẽ nhận được một cái event 2, 2 trong 1 sẽ các bạn nhận được 1 nha các bạn. Nói với các bạn hiểu rồi. Rồi, mình có để một cái video và một cái link đăng ký cho các bạn ở dưới phần link mô tả này nha các bạn. Bạn nào mà đăng ký đường link mình thì mình inbox cho mình vô vào nhóm nữa các bạn. Đây thì tặng 100 tài khoản thực này cho các bạn xây học kinh nghiệm từ chuyên gia thôi nha các bạn, chứ các bạn không phải mà vô đây lấy 100 này đánh rồi thua rồi nghỉ bỏ nha các bạn. Cho các bạn trải nghiệm thị trường như thế. Đây thì không có tài khoản demo. Win. Exchange. Đây thì bạn nào mà như có vốn ít thì các bạn đăng ký và lấy liên ghép chia sẻ cho bạn như tăng các bạn. Bạn nhập vào ba chỗ gạch này, bạn nhập vào report này. Ơi không phải, các bạn nhập vào YZ này các bạn. À lộn rồi, rồi. Các bạn bấm vào My Profile để lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Đây liên ghép mình nè. Để kiếm tiền thêm qua hoa hồng thêm. Đây là cơ hội cho các bạn kiếm tiền. Mình lưu ý các bạn, thì các bạn hướng dẫn các bạn KC luôn các bạn. Full name các bạn đi tên mình không giấu nè. Email nè, số điện thoại nè. City thì các bạn giống quốc gia Việt Nam nè. Đây mình KC rồi nè. Country là quốc gia Việt Nam nè. City thì An Giang nè. Các bạn bắt địa chỉ BTC, ETH khi bạn đăng ký nè. ID này là cái số giấy chứng minh nhân dân đầu của mình nha các bạn. Còn cái này thì verify này các bạn gửi lên một cái ảnh 3M có hình như gì nè các bạn. Nè các bạn post lên một bức ảnh như gan gì nè các bạn. Rồi bạn post lên Zalo. Rồi các bạn tải về cho dung lượng như 3M nha các bạn. Hoặc các bạn dùng trình phần mềm chỉnh sửa cắt ảnh sao cho nhỏ lên nha các bạn. Các bạn lưu ý là 3M nha các bạn. Rồi các bạn post lên là xong. Ok. Các bạn ghi số chứng minh nhân dân này cho đúng với cái tên ấy này nọ đồ số nè. Mấy cái số này thông tin cho khớp là các bạn có khoảng 2 tiếng hồ là việc bạn. Các bạn lưu ý nha, chụp cái ảnh cho gần nha các bạn, cho sáng cho gần là được rồi. Rồi một exchange là một exchange thôi. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại comment dưới mình trả lời cho các bạn. Thì chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn tham gia Final City có rất nhiều lợi ích nha các bạn. Sáng được chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thực chiến thị trường Forex. Chơi thì thường thường là chơi vào 8 giờ gửi thứ hai thứ tư thứ sáu các bạn, nhắc cho các bạn vào nhóm group mà nghe thông báo các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.